cuối cùng lợi của cái cuối cùng. Đó là bài kinh Thiên Chúa một như ra đời năm 1980 thì thể chế vô thần á, cộng sản á bị sụp đổ khoảng vào thời gian đó, do ngài do Đức Thầy và ngài Hùng Thiên Nhân nói nước Việt làm mấy vị của mình, nhưng mà lo mấy vị lo cho thế giới nghe, không phải chỉ riêng nước Việt. Mình đừng có tưởng chẳng đạo và lo nước Việt. Mỗi lần ngài chẳng đạo mà họp với kiệt á, là có ông tổng thống Mỹ nữa, ông George Washington đó là tổng thống đầu tiên của Mỹ nữa, rồi có tất cả mẹ của Ngũ Hành, đó là mấy mẹ là coi cái quả địa cầu này là chung hết, là trên núi Long Sơn mình là cai quản hết cả cái thế giới này á, là đang control, là đang truyền tin, là đang mọi thứ của thế giới, chứ không phải thường chuyện đó là nước Việt, chứ không phải là riêng nước Việt. Cha hay là Đức Thầy Ham Trận Đạo hay là những gì khác đều lo cho thế giới. Thì khi bài Kính Thiên năm 80 thể chế cộng sản vô thần của Liên Xô sụp là do bài Kính Thiên. Tại lúc đó ngài Trận Đạo nói với cha Kiệt ngồi đó mà, là thần lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam. Lệnh của cha không? Lệnh của thần đấy. Sao kế tiếp tới ngày hôm nay bài Kính Thiên thứ hai ra đời cách đây 3 năm về trước, 6 năm về trước, cách đây 3 ngày. Thì lúc đó cơ vận sẽ finalize và bài Kính Thiên thứ hai ra cái đạo Thiên Tâm. Và đồng thời at the same time cũng là cùng lúc bốn cái dù mà bề trên đặt lại á, để mà kiềm chế giữa hai cái thái cực, một bên xiển giáo và truyền giáo á, để mà những cái dù vậy mình cắt cái một thì nó rớt không có được, cái đất nó không có thăng bằng, thì mới chừa lại Trung Cộng, nước cộng sản thứ nhất, Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam, bốn cái dù lại. Đến ngày hôm nay, đến cái ngày sắp sửa Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện, thì bốn cái dù này không cần thiết, bốn cái dù không còn tác dụng nữa, để cho cái quả địa cầu 8 tỷ người có cuộc sống thanh bình trở lại, mưa thuận gió hòa, không có làm hư hại môi trường nữa, và không có hận thù chém giết lẫn nhau qua địa cầu này nữa, mà chỉ có sống sung sướng và giàu sang. Mà trong kinh của Đại Thừa và tất cả các tôn giáo đều nói ai có phước sẽ ở lại dự hội Long Hoa. Cái người mà tu tập ở Mỹ này nè, những người Phật tử đó, họ đều biết cái này. Mà cái buồn cười việc lớn lên trong Đại Thừa, lớn lên trong chùa, nó hội Long Hoa sắp tới, tôi là người cầm bản phong thần, mấy bà cười mới nói Kiệt làm gì là người được dự hội Long Hoa, thì tu đâu có giỏi bằng tôi. Tôi ăn chay trường 40 năm, hỏi mấy bà ông chùa đi à, hỏi chị Mai chị Lương Nghiêm với chị Bảy rồi đó à, mấy bà cứ tính thì là mấy hơn mình không à. Ngộ vậy đó à. Mà trong khi ngày nào cũng đọc kinh á, đọc kinh A Di Đà hay kinh Bổn Môn gì cũng đều có nói là người có phước dự hội Long Hoa đó, trong khi mình là người bán xử qua cùng với Đức Thầy về hội Long Hoa, đọc bản phong thần mà lại đi đi cười mình hả à, Phật tử vô minh. Mà mấy bà cứ nghĩ là hội Long Hoa còn xa xôi lắm, một ước mơ rất là khó, rất là dễ gì được à, biết chừng nào mới được dự hội Long Hoa và gặp được Phật Di Lặc còn lâu lắm. Tại vì mấy ông thầy Vũ còn khi chuyện nói là đời này nè, chị mới có năm 50 mấy tuổi à, chị gán sống thêm chừng vài năm thì sẽ gặp, có cười. Thời nay Phật Di Lặc xuất hiện, mình xuất hiện rồi tự mình không biết. Có nhiều chuyện tức cười lắm. Cái đời chính trị với cái tâm linh đó, đều là đi song song, trên trời cũng vậy. Khi mà hiểu về tâm linh, hiểu về đạo, hiểu về chánh và tà, nó chỉ có hai cái thái cực thôi.
giống như cái bát quái màu trắng màu đen thôi. Thì chính trị y như tâm linh, họ dạy là cái gì gọi là thuyết di vật đó, cái gì mà không thấy là không tin. Hiện giờ cộng sản dạy vậy đó, tức là vô thần đó, không có thờ, không có tin thần thánh. Trong khi bên cha bên Phật dạy mình phải có lòng tin, đúng không? Bên Phật dạy có lòng tin. Đạo Phật bị mất khỏi Ấn Độ là bởi vì người ta không có lòng tin, thì đạo Phật biến mất khỏi Ấn Độ. Khi chúng ta không có lòng tin với cha thì tự động chúng ta sẽ không có được về gần với cha. Đó là chuyện rất là căn bản. Chúng ta không có nhớ cha mẹ trần sanh ra chúng ta để đi thăm, thì ngày qua ngày, ngày mẹ mình mất, mình cũng làm biếng đi về để mà đi quả táng nữa đó. Tại cái lòng tình thương nó cũng mất. Có cái đó. Chúng ta ở hàng xóm, chúng ta không qua thăm hỏi, ngày qua ngày chúng ta cũng quên tên cái thằng hàng xóm. Chúng ta có những người bạn rất là thân, rất là tốt, vì chúng ta bận rộn lo gì mà không thăm hỏi những người bạn đó. Ngày qua ngày, vài ba tháng chúng ta cũng mất người bạn đó. Có hồ chi cha mẹ mình không tự nhớ, thì nghĩ mình có bị mất không? Mất tiêu luôn á. Nãy giờ live stream mấy tiếng rồi không? Dạ hơn 5 tiếng. Hả? 5 tiếng? Tưởng là bữa nay ăn ngồi chơi thở thôi à. Bữa này làm sao biết lên tới 9 tiếng. Mấy con gà thôi mình ngưng được chưa? Hả? Cái gì? Nói nữa cho chị. Nói nữa? Cái gì? Rồi, hết hơi, hát rồi. Nãy là 5 tiếng rồi đó hả? Thôi, là Phật 5 tiếng 10 đâu mà già chỉ đứng lên vô đúng cái đề tài. Hồi nãy ai khởi đề tài gì? Mình đang đọc kinh cha mà chưa hết nè. Tại vì những gì trước mắt á là những cái mà mình tính nói, tự nhiên ở dưới cái lãng lãng, tự nhiên xẹt cái bà ca đang cái hùng hơn, tự nhiên xẹt cái chụp hình cái cũng quên nữa. Bây giờ nếu mà trở lại về kinh cha thì nó hơi lạc cái quẻ này một chút nữa. Tại vì mình tính giải thích là tại sao cái này á, 3.000 thế giới 72 địa cầu nè, tu di núi 4 bộ châu. Trong nhân loại chúng ta có ai bao giờ biết được ngoài cái trái đất này có một cái núi tu di khổng lồ không? Mình làm gì mình nghĩ có cái núi ngoài không gian đúng không? Nó là thiệt. Hay là bảo có cái núi khủng khiếp luôn. Tại vì việc nói chuyện nói gì trên á, mỗi lần xuống trái đất này á, trước khi ví dụ như mình như ngoài biển, mình muốn vô Auckland, khi Kiệt có tàu không? Chạy ngoài hồi là không có biết đường vô Auckland, nhưng mà mình nhìn cái gì bự trước, đó là mình nhìn mấy cái cần cẩu mà container trước thì mình biết hướng nó là vậy đúng không? Rồi mình nhìn về Berkeley đó, mình thấy cái nhà nhóm nhà trắng trắng là Berkeley. Mấy vị trên trời á, xuống trái đất này dĩ nhiên là mấy vị là thần thánh đi lẹ lắm, nhưng mà xuống đây á là cái núi tu vi mấy vị thấy trước hơn trái đất. Để trái đất nó như hạt cát, cái nhỏ xíu mà nó có cái núi. Trong đó có chính cái hành tinh của mình đang quay còn có núi. Ở đây có nói núi tu vi 4 bộ châu, đó là Bắc Cu Lu Châu, Tây Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Châu không? Tây, Đông, Bắc, Tây, Nam. Thì mình đang ở là Nam Thiện Bộ Châu. Ý mình nói cái quả địa cầu của mình là phía miền Nam. Chúng ta đó, đa số lăn lộn ở cõi đời này tái sanh rất là nhiều lần. Nhưng mà khi mình tái sanh quả địa cầu, mình hôm nay mình làm người Việt Nam, thì mình vẫn thích tái sanh làm người Việt Nam. Thì theo nguyện vọng của mình, đa số làm gì? Giống như mấy thầy Tây Tạng, có mấy ông mà tái sanh ấy, kỳ quan nhiều lắm. Cái hỏi kiếp sau muốn tái sanh người gì? Ô, tôi muốn tái sanh người Tây Tạng, tôi muốn đi tu. Tại vì ổng ca lại cho thức, và ổng kiếp này biết tiếng Tây Tạng, thì
thì kiếp sau có phong tục ăn uống của mấy ông cũng lẹ hơn. Kêu mà không làm người Việt Nam không muốn. Còn bây giờ kêu quý vị mà đầu thai làm người Mỹ thì chịu không? Ủa sao nó nhiều quá? Sao vậy? Sao muốn làm người Mỹ? Cắt cỏ. Nhưng mà nó có tài vụ mấy cái bà bác sĩ dược sĩ rồi. Mấy vợ của bác sĩ dược sĩ rảnh lắm. Kêu cắt cỏ của bạn luôn. Nó cũng có cái tài của nó. Khi mà mình đầu thai làm người Việt Nam thì có Phật, có Pháp, có Tăng, mình dễ thành Phật hơn. Nó quan trọng lắm quý vị. Bây giờ quý vị mà đầu thai là một quốc gia khác thì dễ gì nghe được cái tiếng Việt Nam của Việt nói. Thấy mình có phước không? Rồi, chưa nói nữa, bây giờ quý vị thấy bên Ukraine không? Chớp mắt thôi, họ chết mấy trăm nghìn người một cách vô lý. Bao nhiêu triệu người đang đi tị nạn khắp thế giới. Tị nạn có nghĩa là gì? Tị nạn có nghĩa là ngày nào, giây phút nào họ cũng muốn trở về nhà của họ để họ xây lại cái nhà họ ở trên cái mảnh đất của họ. Dầu ở Mỹ họ có mua nhà hay ở hotel, họ cũng vẫn khắc khao, khắc khoải ngày nào cũng về quê hương. Chẳng có khác gì chúng ta. Nhưng mà cái mong ước của họ còn hơn mình nữa. Vì mình ở đây mình đã chấp nhận quốc gia này thứ hai rồi. Trong lòng ai cũng nói là chấp nhận quốc gia thứ hai. Nhất là Trần Nhật Phong, tôi người Mỹ, tôi ở Mỹ, tôi ở điện Mỹ, Mỹ. Ai nghe đài biết. Trong lòng của mày cũng muốn về Việt Nam, muốn chết luôn. Thiệt mà. Ở Mỹ này á, về năm chỉ cần trăm nghìn thôi, mình có thể về hưu sống suốt đời thoải mái những người thân và có những người cùng đồng loại với mình chân tình. Trừ khi mình có những người chồng Mỹ hạnh phúc giống như là tử ngồi đó một anh đúng không? Đi có ông Evan thì không nói, đa số 80%. Dầu cho mình có hạnh phúc, mình đẻ ra đống đứa con của mình, nó cũng là Mỹ, cũng có thành tài đi. Nhưng mà đến một ngày rồi á, cái ông chồng người Mỹ mình nó cũng nhìn mình á, cũng khác phong tục. Mình á thì muốn ăn nước mắm ruốc, mắm nêm. Và ông mỗi lần mà làm vậy, ông thương mình, ông né ra ngoài sân chút. Nhưng trong lòng ông cũng có một cái ấn tượng. Lâu lâu mình muốn đi coi concert ca nhạc Việt Nam, ông chồng Mỹ mình ông cũng chịu, ông ngồi nghe. Nhưng mà ông bị tra tấn mấy tiếng. Rồi mình cũng có cảm giác được, rồi thấy có giống nhau không? Nên là xấu ta về, ta tắm ao ta. Dù trong, dù đục, ao nhà nó cũng hơn. Không phải mấy con hạnh phúc rồi. Tại vì trước con là đệ tử học trò của ông Evan thì gán hay dính ngậm suốt đời nha. Thủ nó ra số. Đó là lý do tại sao Chiến Thắng Kiệt mua cái Thiên Long Sơn và có ý nguyện là xây khoảng 4-5 ngàn cái chung cư để mà lo cho mấy người lớn tuổi ở những cái miền Bắc nước Mỹ, những cái thành phố mà ít người Việt, rồi về đó ở với một số vốn hâm bồ đây, con cháu lớn lên nó cũng bỏ mình, nó lai Mỹ hay nó đây này nọ, ở cô đơn lạnh lẽo, gặp bị xiển hay bị bệnh này trời lạnh chịu đâu có nổi. Thì ở dưới trên núi chỗ mình đi hai bên á, có Phật, có cha, có mẹ. Sát bên đi bộ, bên đi qua lại. Thì làm được cái gì để an ủi cho người mình thì việc làm. Đó là ước nguyện. Thì mua Thiên Long Giang cũng là giống như vậy. Rồi mai mốt có tiền nữa thì đi chỗ khác nữa. Để mình gom lại người Việt của mình có sự hạnh phúc, đoàn kết và sống vui vẻ. Và biết đạo đức để tìm đường để đi về về thiên đàng. Bên Canada có cái mô hình như anh muốn rồi. Có hả? Có, bên Canada đó, có tiền không? Của Phật giáo thì cũng vậy. Có tiền chút đỉnh gì đó làm sao đó. Bên Canada, thật sự mấy đảng của mình chuyển ra mấy chục tỷ, mấy ông xây kiểu nào cũng có. Giống miền Nam Cali á, hiện giờ có vẻ mong manh cũng vậy.
nhưng mà ai là người chủ mới quan trọng. Vô đó là vô gõ hay là vô đó để bị nhồi sọ, cái chuyện đó mình không biết. Có những cái mưu mô mà của chính quyền họ tính, họ đưa tiền ra hải ngoại rất là nhiều, à, cho nên mình phải coi. À, còn cái của Kiệt á, chị chỉ mong á là ở ngay đó, lên trên núi là có tượng. Nếu mà người nào không có đạo Phật thì cũng có những tượng anh hùng dân tộc. Người nào có đạo Chúa thì xuống khu công giáo. Tôi kể anh chuyện này là mới đây tôi là cái người gửi cho tôi từ Portland, Oregon. Tôi là người gửi cho anh mấy cái logo đó, anh nói là anh hỏi cha anh modify lại đó, anh nhớ không? Chị nhớ không? Logo. À, mấy cái logo thiên tâm á. Mới đây trong tức là anh muốn đổi cái logo lại khác. À, ôi anh ghen thiệt hả? Nhưng mà khi mà anh tôi nghe anh họ anh nói rằng tâm hướng lên trên vì đó nó mà trái tim mới quay ngược lên trời. Đó, tôi thì tôi hiểu rồi, tôi nghe vụ đó đòn rồi tôi không có nhắc tới nữa. À, tức là anh đó hả? À, là anh là tôi đó, tôi ở Oregon xuống đó. Tôi nghe của những cái kiếp, những clip anh nói từ số 1 cho tới 100 mấy cho tới bây giờ. Tức là anh muốn đổi cái này hả? Không, dạ. Cái trái tim đó, cái trái tim thì giải thích. Ngày đầu tiên á mà bề trên kêu làm cái lá cờ của thiên tâm á, tại cái lá cờ á có cuốn kinh, có lá cờ, có dấu hiệu, và rồi mới trình về thiên đàng, rồi hội đồng chư Phật ập luôn, thì đó là cái chánh thức của đạo thiên tâm. Và đồng thời mặt luật pháp, đạo thiên tâm là được legalize toàn nước Mỹ, có trademark luôn, là một cái chánh đạo. Muốn có chánh đạo ở nước Mỹ này á, anh phải có kinh khác hơn người ta, và anh cũng phải làm cái gì lệ lạc thì tất cả những cái department của Mỹ nó mới approve nha. Đạo thiên tâm là legal ở Mỹ, chỉ có illegal ở những cái người gọi là họ nghĩ illegal, họ đang đập phá hình cha mẹ thì họ không có hiểu, họ vô minh thôi, chứ không phải dễ mà Mỹ là approve một cái đạo mà legal đâu nghe. Trời ơi, luật sư tôi mấy tập đoàn đó, nó xin gần 4-5 năm nay, không phải đơn giản. Để mình giải thích. Mẹ là người tuân lệnh của cha. Ở đây có viết chữ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là cha của chúng ta, cha chung. Còn ở bên công giáo thì gọi là Đức Chúa Trời. Còn mấy hàng chồng khăn thì gọi là Allah. Rồi tiếng Mỹ gọi là Premier God. Khi anh nói một cái chữ God, nó có nhiều God lắm, người Mỹ không có hiểu. Anh dùng cái chữ Premier God thì nói cái ông này là bự nhất của hơn tất cả những ông bự. Vậy đó đại khái. Thì đây tôi để là Premier God. Còn đây á, là tiếng Tàu gọi là Wong Mu gì gì đó tôi không biết, nhưng mà Phật kêu chị như mẫu. Tụi mày không kêu gì kêu à, mẹ là lớn nhất. Nào, Phật với gì địa mẫu. Nhưng ở trên trời có nhiều mẫu, cho nên tôi nghe mấy vị ở trên trời nghe Long Dương hay là Long Mẫu là Suya với cha mẹ đó. Suya lúc làm ba má vợ của tôi là ông Long Dương, ổng kêu mẹ mình là Đại Thánh Mẫu không à, cũng như Đức Thầy cũng vậy, kêu mẹ là Đại Thánh Mẫu, thì là lớn nhất tất cả mẫu của Phật, của tiên, của bên khác luôn, là chữ đại, là mẹ là cai quản hết tất cả những gì Phật, Phật mẫu mà của bên nữ, là mẹ là lớn nhất. Thế thì mẹ đứng trên trái đất mà người Tàu á, là để tượng đen đen á, tại người Tàu họ mắc khí thì họ làm cái tượng đen của mẹ mắc khí đó, coi đi, đúng không? Mẹ đứng trái đất. Cái dấu hiệu này của cha là của Thượng Đế, là một cái thạch thiên khổng lồ trong vũ trụ mà trong 513 câu Kiệt kể. Cha nói đạo Phật là một cái công thức, ai mà áp dụng công thức đó trong đạo Phật họ cũng nói Phật Thích Ca không phải là giáo chủ, mà Ngài đã thành Phật, chúng ta cũng sẽ thành Phật. Còn cái process đó là sau này ai học cái process đó, cái công thức như ISO vậy thôi, hiểu không? Cái là đạo Phật là philosophy. Thì để con sen nó tượng trưng
đạo trời pháp Phật, giữa Công giáo và giữa Phật giáo thì là thiên tâm. Và đồng thời không có rùm rà 350 giới, chỉ cần làm đúng 12 giới thì thoát luân hồi sanh tử. Đó là đạo thiên tâm. Thì tại sao cái chỗ này quan trọng muốn nói? Tại sao nó rõ đây? Ủa sao nó không đã rõ trên này mà rõ đây? Hiện bây giờ đó, ở bên Tàu đó, thì nó lý Hồng Chuối là Phật với Lạc. Rồi những cái nước khác nó có tiếng của nó nói Phật một vị thánh nhân thời nay xuất ở bên nước nó. Và nước nào cũng dành của họ hết á. Anh có biết không? Nước nào cũng dành là thời nay tận thế sẽ có một vị God, một vị chuyển luân thánh dương sẽ tái sanh vào nước của họ. Nhưng mà họ đều sai chập lắc hết. Bởi vì người Tàu, người Hoa họ có nhiều tiền lắm. Dân số họ đây cũng đông, Đài Loan cũng đông. Họ muốn promo hay là họ làm đài TV gì cũng rất là dễ. Còn kiệt này có cái điện thoại thôi. Mặt quen cà quen mà có lúc bữa mặt rõ, mặt không rõ. Bữa mất âm thanh. Con của cha nghèo vậy. Nghèo quá là nghèo tiền mua máy này mà không có biết sử dụng. Mà tới ngày hôm nay cũng lộn cộng. Nhưng mà là thiệt. Còn họ cái đài truyền thanh, đài... bao nhiêu technical support họ, nó phải là có hai thầy trò này, đứa quay đứa nói chuyện vậy thôi. Nhưng mà Phật sẽ tái sanh nước Việt á, Phật với Lạc sẽ vào nước Việt 100%. Nước Việt sẽ có Phật. Lợi hại không? Tại vì nước nào lập đạo chỉ có một nước lập đạo, nước Việt thôi hả? Thế bây giờ có nước nào lập đạo gì nữa đâu? Theo tôi thấy như này, đạo Phật cũng đến từ nước Tàu chiếm miếng biển, phải không? Đạo Thiên Chúa cũng đến từ châu Âu. Và trong khi đó Việt Nam mình á có ba đạo, đạo Cổ Đài, đạo Hòa Hảo, với lại đạo cái đạo Phật cũng phải thầy tu gì ngày trước. Đó thì với cái tinh thần dân tộc á. Thì tôi thấy là người Việt Nam thì sự xuất hiện của một cái đạo mới đó là một cái chuyện đương nhiên. Gom hai mấy cái đạo kia lại thành một là phải, là cái đạo thiên tâm này nó ra đời là đúng lúc rồi. Cụ hình là mình thấy đúng. Đúng không? Nếu mà tinh thần dân tộc mình là người Việt Nam á, thì tại sao mình phải theo đạo của người Tàu đem qua, hoặc là của người Tây đem qua, đúng không? Ủa, nó gì Việt Nam nó có đạo nãy nè. Nó có đạo Hồ Chí Minh. Đúng rồi, Hồ Chí Minh ngồi mông xe mà. Để chùa Đại Nam ở Bình Dương thì nó đem Hồ Chí Minh vô chùa đó. Chị nói mà mình biết. Nhiều hình dễ sợ. Ok, hôm nay nó nằm trên máy. Nói ăn có chén cơm vậy, nói bụng làm biết. Nó hoại cũng vậy à, hỏi ra cái clip 10 tiếng nó kỳ quá. Hả? À, sao? Ai nói không sao con hả? Lên nói giùm cái bộ. Chỉ nói hold sale. Hãy đọc tiếp cái này nữa đi. Ngọc Hoàng cai quản mọi loài. Tu Di bốn mùa châu cõi thiên cõi địa thủy cung cõi người, tức là trên trời á, là thượng đế là lập ra hết mấy tầng trời là cha cai quản.
cõi địa là cõi mình, thủy cung ở dưới nước có một cái thế giới rất là siêu. Ngài Long Vương là nhạc phụ của mình, ổng là cai quản. Cái con là cái ông nhạc phụ ổng lên ổng nói chuyện, ông nói con nó biết ở nước Mỹ nó có phước, có nhà lầu building giống như Las Vegas, New York rồi phải không, ở dưới thủy cung không có đó. Nhưng mà có ngọc ngà châu báu rồi kinh điển rồi đầy dưới đó, tức là dưới là một kho tàng quý giá của chúng ta đó. Kim cương hộp sòn gì cũng có dưới đó. Người ở dưới sống rất là thanh bình, mình đứng tự họ với họ lạnh thật sự có. Tới ngày hôm nay sư mẫu nằm nhà bà cũng lạnh lạnh hoài, bà sống dưới nước hoen là lạnh thật sự, quá lạnh á. Nó khác hơn cái nhiệt độ với hồ, mà bà cũng là dạng công chúa mà, bà là trong ngũ long công chúa cái Úc. Thì trong lịch sử Việt Nam á, là trong thời con rồng cháu tiên á, châm chính á, từ từ nghiên cứu cái đó sao nè. Cõi thủy cung cõi người, ngọc hoàng cái quản mọi loài, thần tiên bồ tát phật thiên chúa người, tức là cha coi hết. Vì sao mấy ông thầy cũng nói cha nhỏ hơn mấy ổng? Không có bao giờ có chuyện đó. Cha là trung tâm, Phật là một PhD. Cha có hàng tỷ năm, tất cả những gì Phật đều phải mang thân người xuống qua địa cầu này, chịu khổ mới thành Phật. Thì là sao? Là con có cha mới mang được thân người, mới có cái tánh khôn mới tu, đúng không? Tại sao thời nay những vị thầy, những vị Phật tử không có hiểu đi một chút? Họ đã có cái tâm từ bi rồi, họ mà có chí một chút, mà có cái dũng khí để mà bước ra cái ngã đó, bước ra cái chấp tướng đó, họ sẽ thành Phật như chúng ta. Cho nên các đứa con họ Thiên hôm nay tuy là đi sao, nhưng mà đến trước đó, quan trọng là chỗ đó. Đó là về là tại từ đầu nói tới khúc này nó cho xong rồi. Thì ý hôm nay mình nói là cuối cùng của thầy Tennis rồi. Cuối cùng cái thiện sẽ chiếm được cái quả địa cầu này. Cái quả địa cầu này nó cũng giống như một cái địa bàn. Mà bên thiện á thì muốn và không muốn cho những đứa chư thiên mà trên kia gọi là dạy không được á, thích đi chơi không à. Phật lâu lâu đến để giảng pháp trên trời á, không có thích ngồi nghe, cứ đi ba vòng vòng rồi cua tiên ông rồi đi hái hoa hái đào gì đó không biết, không có chịu nghe giảng pháp, xuống đây chịu khổ. Trời, có những đứa tiên xuống đây khổ, yêu nhiều quá xuống đây hết, yêu đậm luôn, thành ra vô trong quán karaoke đóng bồn, rồi từ từ đọ xuống, khổ đến nỗi mà tái sanh trở lại chịu không nổi, rồi lúc đó mới chịu tu thì mới đi trở lại được. Thì trên trời có người lên có người xuống, hôm nay chúng ta ngồi đây, đây là một chư thiên kế tiếp về trời, nhưng mà ngược lại trên trời hiện giờ cũng có người đang rớt xuống, mấy vị nói mà up and down. Thì mình mới hiểu được là nơi đây chỉ là một chạm dừng chân trong vũ trụ để mà thanh lọc lại cái tâm tánh của chúng ta thôi. Nó chỉ có thế thôi, chứ nó không có gì gọi là như người đời nghĩ ô tôi phải làm tỷ phú rồi tôi để di chúc lại cho đống con dòng họ tôi này nọ. Cái đó là điều sai lầm. Ôi nãy anh có gì muốn chia sẻ anh nói với anh, để cho tôi nghĩ mệnh. Dạ. Ông muốn hỏi sư phụ được không sư phụ? Lâu lâu mới gặp được thiên tử, mình phải tận dụng cơ hội không sư phụ? Dạ. Thì cũng muốn, bữa sư phụ nói là Ngài Trần Đạo là vua của nước Việt á,
Thì nếu mà đưa theo con biết đó là trong trong lịch sử của nước Việt á, thì ngài Trần Hưng Đạo chưa bao giờ làm vua hết. Có những vị khác làm vua mà tại làm giống như duyên cớ nào mà ngài Trần Hưng Đạo là trở thành vua của nước Việt trong vô vi vậy sư phụ? Nếu mình nói vậy chứ Hồ Chí Minh là chủ tịch nước và cái nước Việt cộng sản bây giờ, ông muốn giống như vua, cái ông chết ông muốn làm vua luôn à? Tại sao ông bị bắt xuống địa ngục vậy, đúng không? Giống như bắt Trần Đại Quang ngày xưa cũng chủ tịch nước, hôm nay tại sao ông giờ cháu không biết ông làm gì mà cũng có một chút công đức, ông là ác cũng có mà thiện cũng có, cuối cùng bây giờ cái ông Mai Hắc Đế nhận ông làm lính lát gác cái cổng của miếu Mai Hắc Đế, còn cái mộ của ông nó xây lộng lẫy như là thành thủy hoàng, ông đâu có ở đó được. Cái đó là chuyện thế gian, còn chuyện vô vi á, không phải nếu nói gì những gì vua cũng giống như vua ở đại đi, sao ổng không làm vua nữa mà ổng đang giờ làm một cái bốc ma mà ma đói nữa nghe, đâu ai cho ổng ăn bánh mì nữa đâu, ổng có lẫn quẩn trong cái phong ban ổng của bên Pháp á, là một cái hồn. Còn Ngô Đình Diệm thời hiện giờ là đang làm một cái bốc ma ở nhà thờ Phú Cam, chỉ có ông Thiệu thì bữa giờ quên hỏi ông đang đâu á, biết hết. Khi nào một bên bên đây á, mà có công lớn á, thì mới được cha phong, chứ còn một cái phước của họ đó, họ chỉ làm vua hay làm tướng gì không biết, nhưng mà lúc mà ngày Trận Đạo sống thì không có làm vua, nhưng mà hiện giờ là vua thiệt á, vua hết của tất cả các vị vua của nước Việt, trừ khi những người có chân mệnh lớn là được cha phong. Tại qua bên kia cũng có hàng ngũ, cũng có trật tự, thì ổng phải có công lớn. Ngài về nói chuyện chuyện thường xíu mà thần là vua của nước Việt, mấy cái bạn áo ngọc hoàng thân. Bên kia tính khác mình này, nếu mình nói vậy chắc mấy người vua ác của Tàu ấy, về bản cũng làm vua luôn, đâu phải. Tức là một đời trước nó có phước, nó làm vua, nhưng mà khi nó chết rồi nó thành quỷ, đọa địa ngục. Cửa sư phụ nói về 36 tầng trời ấy, sư phụ à, vậy cái cõi của Phật A Di Đà với cõi của Phật Thích Ca đó là ở tầng thứ mấy vậy sư phụ? Đây là mình tới tầng 28 là tới cõi tịnh độ rồi đúng không? Mà cõi tịnh độ á, là sẽ có những vị A-la-hán nè. Của Phật A Di Đà, của Phật Thích Ca, ngài đã thành Phật. Cũng giống như ngài sẽ có một cái thế giới, một cái quốc gia riêng của ngài. Rồi ngài có cái nguyện độ của ngài, ok. Giống như Kiệt bây giờ cũng có thể làm được nếu Kiệt muốn. Tất cả ai tu tập theo đúng cái phương lối của Kiệt về trở sẽ gặp Kiệt, Kiệt sẽ là người cũng tiếp tục quản lý cái khu vực đó. Nó cũng giống một cái me vậy đó. Còn cha là trung tâm, là khủng khiếp lắm, là ba tam thiên đại thiên thế giới. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, ở một cõi Niết Bàn thì ngài cai quản tất cả những vị Phật nào muốn về cõi Niết Bàn. Rồi những cái chuyện lớn khi mà hậu gọi là hậu sự giống như triều đình vậy đó, thì cha Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, tất cả các vị Phật đều đến để mà góp ý giúp cha. Nhưng mà cha vẫn là cha của những gì đó, nhưng những gì đó cũng có những cái lãnh vực riêng của những gì đó, thì những cái mà là gọi là cái territory riêng, cái công thức riêng để mà xuống đội chúng sanh.
Cho nên giàu cho những cái gì rất là lỗi lạc mà không phải có ấn chứng của cha, giống như Kỳ có ấn chứng để mà lập đạo, vì đó cũng xuống trần, cũng xưng là con của cha và vẫn là một người tu thành Phật trước, giống như Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài không có nói Ngài là giáo chủ nha. Cho nên lập đạo á, là phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật chấp nhận mới làm được. Còn ai mà không mà có mà xưng bậy bạ đó, không ai dám. Có nhiêu đó thôi. Thì quý vị biết chuyện này là thiệt hay là giả rồi. Có hồ bao nhiêu chuyện muôn trùng, mình không nói nhiều nữa, nó trở về thời cổ tích nữa. Mình chỉ nói thời thực tế là sau này nước Việt sẽ cực kỳ á, cần có sự hiện diện của Đức Thầy và có kịp thì nước mấy gì trên trời mới độ. Còn hôm nay mà Đức Thầy mà không xuất hiện, dân mình sẽ khổ hoài luôn. Bảo đảm khổ truyền đi. Khổ đến khi nào mà mấy ông lãnh đạo mà có tiền gì á, cả trăm triệu dân đứng khóc là hụ hụ, giống như kiểu mà Kim Nhân Ủn vậy đó, cái gọi là bị nhồi sọ thứ thiệt rồi đó, hết cứu rồi đó. Nó sẽ có cái mạng đó, hôm nay cũng may họ cũng còn chút xíu, một số lượng người còn có trí tuệ, còn có coi YouTube, coi này coi hiểu được à những cái gì mấy ông nói láo, chứ làm gì có thiệt. Tối ngày cứ lên trên đài, cái đóng đài truyền thông cả trăm đài, không có đài nào nó thật lòng chứ. Tao nói xạo không, nói hiếp mà nghe quải luôn. Ây là Phật đủ chưa? Mà hỏi người cao thích quay quay lại mà không hỏi. Em con hỏi câu ngu muội chút nghe sư phụ. Trời ngu muội là con má. Tại vì nghe tất cả những cái mà đạo lý của Phật giáo với lại những cái gì đã xảy ra, nó dường như là con người muốn tu để thoát khỏi cái kiếp luân hồi á, thì nó thì phải là buông bỏ hết, ngay cắt ái ly thân. Dạ, ai mấy anh thầy dạy là cắt ái ly thân. Dạ. Tiền của con là tiền của ta. Đưa cho ta đi cũng dường để con có phước con thành Phật. Dạ. Đúng không? Dạ. Chèn cái bụng không sao còn lại. Chỉ có một cái là vợ con phải vợ của ta thôi. Nhưng mà dây hết xui chị đó, hết xui ta không chứ bụng. Hả? Hết xui sư phụ. Cái vợ con không phải vợ ta lại nói hết xui sư phụ. Em này không, nếu mà không nói được ở cậu đó cũng nói luôn đó. Cúng trường nhỏng hết. Cúng vợ cho mình nhỏng luôn. Mấy ổng là đại dê cơ mà. Tiếp tục hả? Dạ. Thì dường như là mình muốn thoát khỏi thì mình phải buông bỏ. Ngay cả ngày Sĩ Đạt Ta cũng xa lìa gia đình để mà đi tìm cái chân lý, để trở về cái gì đó mà giống như kiểu mà phải buông bỏ hết sư phụ. Mà trong khi đó thì cha mẹ là tượng trưng cho một cái gia đình, một cái con cái gia đình, mà trong khi đó thì Phật giáo không phải Phật giáo mà theo cái sự tiểu sử của Ngài Thích Ca Mâu Ni thì họ buông bỏ gia đình. Thì con không hiểu cái lần vừa tại sao phải không? Dạ. Không có. Ở trong chúng ta trên 90% thì điều không ai làm được cho Phật Thích Ca, đúng không? Quá khó. Còn bên công giáo quá dễ, cứ ăn thịt chó, ông cha vẫn ăn thịt chó nghe. Bên có vụ đó, còn còn cãi lộn với mấy ông cha khác nữa. Cái này chú nói vật dưỡng nhân, cho nên cuối cùng thiên tâm ra đời là khúc giữa. Tuy là không có về ở cõi niết bàn như Phật Thích Ca, về chánh dẫn tu tiếp tục, nhưng chúng ta được thoát cái luân hồi sanh tử ngoài cái lục đạo ra.
nếu giữ đúng 12 giới luật. Còn mà các ái ly thân, thời nay kêu ai các ái ly thân làm sao một cái đạo thống nhất được thế giới. Trong tương lai đạo Phật vẫn còn. Những đứa con thiên tâm, đứa nào muốn thành Phật Thích Ca cứ vô ngồi thiền nhập định. Nghĩ bao nhiêu trong 8 tỷ người có bao nhiêu ngồi thiền nhập định nói chuyện vô vi được cái bờ trên. Rất là khó. Cho nên vẫn cái đó vẫn còn, cái process của Phật Thích Ca vẫn còn. Có bao nhiêu người như thiên tướng chuyện này cầm trong tay bạc tỷ mà lại không đi xài, ngu xài chung với mọi người. Mấy đại gia có nào làm vậy không? Giàu có mà đưa cái mặt cho mấy thằng dư lượng viên á, mấy thằng nhóc nó chửi như chó vậy đó. Cho nên tùy cái hạnh mỗi người nó có khác. Cái hạnh của Kiệt xuống trần nguyện thời nhảy dù xuống, thế giới này còn sự bất công, có không thành Phật. Có nghĩa là còn vô thần thì không có thành Phật. Mà hôm nay vô thần mới đáp xong rồi, máy bay các con họ thiên nha, ai về trước à. Chỉ có còn vô thần mới còn sự bất công. Công nhận không? Cái thế giới này thành thế giới đại đồng thống. Sau này cái đạo thiên tâm từ từ sẽ thống nhất. Nó không phải là 100%, là 90%. Còn một số như đại tử này nói vậy đó, là vẫn làm những cái người để mà giống như cái cầu nói connection để liên hệ với bề trên. Nó phải có một cái số người cực kỳ gọi là có, cũng là những vị Phật xuống trần để tiếp tục, để lưu truyền cái thiên tâm. Cuốn kinh ngày hôm nay chỉ còn sống thôi á, mà bữa nay khỏi đóng người á, in đủ cái kiểu hết trơn. Cũng không sao, sửa tùm lum hết. Đạo Phật mình cứ hỏi một cái process của Phật á, là cứ ba khoảng 100 năm có một vị tổ xuất hiện để mà dùng cái thần thông để mà scan lại có gì đúng sai, hiểu không? Cho nên cuối cùng cha mới nói tu theo Di Đà Quan Âm, chứ không phải đạo Phật là cần có một giáo hoàng như bên Công giáo để mà yes hay no. Bản thân ông sai mà ông nói yes cả đống ở dưới người ta cũng yes hết làm sao. Đạo Phật mình không cần cái đó. Đạo Phật mình phải dùng thần thông nha. Nếu Kiệt không có thần thông, nếu tất cả xung quanh Kiệt là người bình thường, hôm nay á cũng không biết làm sao mà độ được chúng sanh. Thì có những cái đặc biệt nhưng mà mình không nói được. Dạ, dạ. À, thì cái đó vẫn còn nhưng mà rất là ít. Mình phải lấy cái số lượng nhiều chứ mình không có thấy lấy như nếu mà đạo Phật nên như vậy. Ngài Đạt La Đạt Ma lỗi lạc thế giới ai cũng biết, đi đâu ai cũng kính nể ổng hơn là việc này, đúng không? Nhưng mà người ta chỉ tới nghe, ta đi về thôi, chứ mấy người Mỹ đâu có theo đạo ổng nói đâu. Ờ, tôi biết ông tu theo Phật, nó không có theo. Nhưng mà nếu mà chuyện mà sau này á mà đúng ngày đúng giờ mấy vị cha nói chuyện nói tiếng Mỹ, bảo đảm con đóng mấy người Mỹ nó theo kìa. Mà hiện giờ có một hàng đại tử đại quỳnh đâu ở quỳnh ngõ ngoài đó, đại tử người Mỹ á, mình cũng có mấy người Mỹ theo thiên tâm đó, không thấy lợi hại không? À, thì nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng rồi là một à, trên trời có một đạo một. Dạ sư phụ phải nghĩ giống như mấy ông họa sĩ, chừng nào chết rồi mới nổi tiếng được. Từ rồi chết thì mới nhiều người theo. Hồi xưa á, mình đóng cái màn đó rồi. Thời nay mình không có ngu như hồi xưa. Hồi xưa mới có 3 năm bị đóng ba cái đinh. Hôm nay mới có 50% là phải có đạo rồi có đời nữa. Hồi xưa không có đời, hôm nay cái phần đời mới là quan trọng nè. À, cái đầu của Kiệt thấy vậy á, hiền thì cũng rất là từ bi. Nhưng mà chính trị á, thấy là lên mấy chính trị gia cũng không bằng gì đâu. Mình không nói hơn họ. Nhưng mà chính trị là gì? Nó là nít 3 tuổi, mình là nít 5 tuổi, là mình hơn liền. Chính trị là trò chơi con nít trong mắt kìa. Cái thật tâm mới quan trọng. Còn lên trên đài mà nói và chửi, lúc mà nó nhét bao thơ vô họng cái là hết chửi. Đại ca của mình tặng cái khăn nè, đại ca Ngô Kỷ. Bữa nay á, bữa mẹ hỏi
thằng bữa tôi đâu rồi, tôi cũng đeo đệ tử tôi bắt trước anh, nó cũng thêm nhiều lắm. Nhưng mà thằng của anh chống gậy, giờ anh không có mà chống nữa, anh chống gậy với anh lo ăn uống không, ăn gì cũng. Cho nên mình chống tới lúc nào kìa. Nói này hồi cũng lộn gì chứ chị à. Cái bài này á, là nó sẽ hữu ích lúc này. Hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông mõ, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xung vầy. Hiện giờ người Bắc kỳ thị người Nam phải không? Đảng đảng Bắc kỳ thị đảng Nam phải không? Nghĩa là Nam Bắc trở lại xung vầy. Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về vận dựng nước. Lúc nào câu nào từ Sấm Cơ cho tới cái bài Hồng Tàn giữa mùa xuân này cũng đều nói như vậy. Ở đâu mà trở về? Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt. Là anh hùng nè. Ý cái ông gì vậy? Nãy ông này tên gì ta? Huấn Tử. À ông Nguyễn Tử. Anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp. Phục hồi trần nghiệp là mấy vị thường nhắc á, là thời nhà Trần á, là tất cả bô lão lên đòi nước Việt Nam đoàn kết, quên thù nhà, tức là không có Nam Bắc nữa và cũng không có cộng sản quốc gia nữa. Mấy vị nói vậy là dùng cái ý là nhà Trần để mà dựng lại nước Việt. Chứ bây giờ là còn Nam Bắc, còn đảng, còn HO, còn người Bắc, người Nam, con cháu cha, phải không? Thì câu này chung này, dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an, bờ cõi gian sang, an cư lạc nghiệp. Là hồng tàn giữa mùa xuân. Ý kiến đọc này trong lúc này là bài này đang ứng. Là hồi đó bài này ra năm 1979. Mới gần đây nè, mấy vị kêu coi lại cái bài này. Nó ngắn nhưng mà nó có ý nghĩa. Hồng là Việt Nam, cái gì cũng màu hồng. Bông hồng, khăn vàng đỏ màu hồng. Rồi Mao Trạch Đông như hồng quấn gì đó. Đó là màu hồng hết, cái gì cũng phải màu hồng. Qua hồng á, thì nó héo. Héo tức là từ từ ở bề trên á, cho cái thể chế vô hình á, đi vào quá khứ á, thì nó phải héo không? Thế mà làm sao rụng, qua hồng cũng lâu rụng đúng không? Rồi từ từ rụng, bữa giờ nó héo là sau khi mà Liên Xô sụp đổ á, là nó đã héo rồi. Tới ngày hôm nay là bữa giờ như ta 20 năm rồi phải không? Mười mấy 20 năm từ lúc thể chế Liên Xô tới Putin giờ. Thì đến lúc héo là nó tàn, dĩ nhiên héo là phải tàn. Cái quan trọng là rụng, hôm nay là rụng. Không rụng sao dân nó bị đánh đói. Việc làm bao nhiêu, việc làm bao nhiêu, kinh tế nhà băng sắp sửa sụp hết rồi. Một mặt dân không có việc làm, một mặt thì tăng tiền điện lên gấp đôi lấy đâu sống, rồi một mặt cứ lâu lâu có ông á thắt cổ chết. Cho nên cái khăn này mà bốc phải tặng tặng lại cho mấy thằng Reno mà của người Việt mình á. Việt Nam mà Reno nhiều lắm, bốc lửa bạn thân nào chống cộng, thằng chống gậy á, tặng lại rồi tự mày thắt cổ. nó không có giữ lòng tin á, nó giờ chắc mà không giữ lòng tin. Mình đã lên mạng mình nói rồi, phải giữ lòng tin là Đức Thầy xuất hiện, cờ này sẽ treo lại trên độc lập. Vậy mà nó không tin. Nó nói trời ơi anh Kiệt, anh hay quá, anh chống cộng giống như tôi. Nó tao đậu chống cộng tao mới hẹp. Cái nói anh hay quá, anh mượn tâm linh để mà anh dụ người ta. Mấy thằng cùng đồng đội với mình á, thằng bữa mình đây ca bốc quỳ nè, cái nó cười, tao mà đi mượn tâm linh hả, tao là thiệt chứ cần gì phải mượn. Nhưng mà đừng có tưởng là người chống cộng họ hiểu gì chuyện của mình. Cho nên Thiên Đức Kiệt có hai cái mặt. Cái mặt là các quý vị tin Kiệt đúng không? Còn cái mặt kia mấy người kia nó thương Kiệt là gì? Kiệt dám nói và dám nói lời thật.
và nói những lời hay hơn tụi nó. Giờ coi đi, nó phỏng vấn nó nói Kiệt vẫn mang cái lá cờ này đứng trước mặt Linh Phát mà không bị cộng đồng Mỹ chửi, mà lại được mấy người nhóc ở Hà Nội, Việt Nam mà thương nữa. Nghĩ nó dễ không? Khó lắm à. Mà lúc đó tự nhiên nói là mày phỏng vấn cái thằng Lân nó gài mình đó, mà Mỹ này nó dữ lắm, mình biết nó là chỉ cộng gạch á. nó tưởng nào mà đưa mình lên cái là giống như mình quảng cáo gì Minh Phát. Thật sự mình hãnh diện ấy rồi mình thì có, nhưng mà chỉ vừa ra chuyện đó là cái lối của mình vậy. Cuối cùng không ai ghét là gì, người nhân thập đi về tả hữu Phò Trì, cây cỏ cũng thành vinh, cái là quốc nội cũng thương, quốc ngoại cũng thương, dân cũng thương. Đây là Phật thôi nha, nó hoài rồi còn hoài. Hỏi đi. Sư phụ, người ta nói cái thời xây dần giống như Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân, thì mỗi quân vậy thì cũng có ba kỳ. Thì nếu mà tính như vậy, trung quy là mỗi thời kỳ vậy, một cái sòng xây vậy là bao nhiêu năm vậy sư phụ? Này trong kinh có nói trong kia không quên này, lúc trước thì có đọc qua cái này. 10.000 năm. Cứ ba mấy nghìn năm là sao nó 10.000 năm? Nó đi nguyên một cái chu kỳ là ba mấy nghìn năm. Hả? Ba mấy ngàn năm là thượng trung hạ đó. Thượng trung hạ. Tới ba mấy nghìn năm là cái quả địa cầu này, cho nên bây giờ lâu lâu á mình thấy có những cái núi khổng lồ khắc tượng Phật đúng không? Lâu lâu á mình thấy có những UFO nó nằm trong lòng đá ta moi ra đó. Ủa mấy cái đó làm sao giải thích? Thì hiện giờ trên ảnh ngoài kia kim tự tháp cũng chẳng biết ai xây nó nữa. Nhưng mà những cái người thời kim tự tháp á là họ chôn, họ thích chôn giống như cái kiểu mà quấn rồi chôn xác vậy đó. Mâm mì hả? À mâm mì. Thì quý vị cứ tưởng tượng thời Hạ Quân của mình á, ai chôn giống mâm mì vậy? Ai giống mâm mì? Hồ Chí Minh. À, để này hay ta. Lúc trước là Lenin đúng không? Mao Trạch Thông không? Nhưng giờ bị danh nó đập bể rồi phải không? Giờ chỉ còn người cuối cùng giống nãy mình nói cái chuồng gà. Chỉ có chuồng gà mới giống là kim tự tháp là mâm mì. Thời xưa là quỷ á, thần tà thần á, thì họ vẫn còn cái tiềm thức nhớ nhớ như vậy. Hôm nay họ tái sanh lại họ cũng thích kiểu như vậy. Mâm mì thì khoảng mấy chục nghìn năm đó một lần. Lúc mà Kiệt nhìn thấy cổng thiên đình mở là hướng đông bắc rõ ràng bằng mắt thịt, thì từ đó Kiệt mới biết là cha ở trên đó. Thì bây giờ ai mà quay hướng đông bắc lại 12 lại, con hôm nay vô minh làm đường lạc lối bao đời thủy kiếp tạo bao nhiêu tội, hôm nay con xin quay về với cha với mẹ, con là Võ Văn Thưởng, hôm nay con về với cha, con là Thiên Văn Thưởng, cha thưởng cho con về thiên đình. là thưởng được về thiên đình thôi. Con sẽ làm Gorbachev là điều gì phải không? Có nhiều người không hiểu Gorbachev, hiểu không? À, hiểu giải thích giùm mấy đi rất giải thích. Gorbachev là gì vậy? Có ai chọn không? Còn chống quá, để cho mẹ giải thích Gorbachev là gì. Giải thích Gorbachev là gì vậy? Trời ơi, sư phụ mệt chắc để sư phụ nghỉ. Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nghỉ. Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nói giỡn chơi rồi chứ lộn. 6 tiếng.
Sao chị? À, sao anh? Chị biết đây. Đã đang nhìn chị tự nhiên nói chị. Không biết luôn hỏi luôn chị. Cơm giờ không có nói thôi, giờ mình đói quá mình đi ăn, mình nói nha. Món này cũng được. Hay là nghe tới cái break đi. Đấy, rồi, cái thằng nó lại. Thôi để tự võ ông thưởng hiểu rồi phải chết là gì. Không có nhiều người có nhiều cái giả ạ đó mà ta không có hiểu. Để cho họ hiểu. Mà con Việt Nam ghé nghiên cứu Hero Gorbachev là gì nghe? Chết. Cho mọi người rác ăn mì bọt kho thôi, nó ế cái con. Tắt rồi đi về đi. Nói này nó sáng luôn á. Bài này đây là hình của ngài Long Dương á, có nhiều người không có biết mặt ngài Long Dương nha, tại ít ca thờ á. Đúng ra những người mà ở biển á, ở vùng biển hay là những cái quốc gia nào mà đảo rồi đó là nên biết ngài thờ ngài ngay Long Di Phật. Đó là đây là hình của ngài Long Dương. Nhớ hồi mấy năm trước á, mỗi lần lên cúc trên đỉnh núi chỗ cây thánh giá Thiên Tâm á, cái có nhiều bữa mà nổi lả luôn, bò không nổi, mắt nó mờ ha. Cái đến cái cổng mà mấy con thấy có cổng mà nó quay quay á, là từ đó mà cách điện Ngọc Hoàng là khoảng nhiêu ta, khoảng 500 feet luôn, là mừng muốn chết. Tại vì mình biết tới điện cha là có đoạn có mấy trái táo để cho nó vô vitamin để cho nó sáng mắt để bò tiếp. Chứ lúc mà hai kình mà có nhiều bữa vô đi hai kình có mình à, mà không mang đoạn nào cho nó đói cực kỳ mà bò không nổi á. Vừa tới giờ điện cho nhà hơi còn đói quá ha. Có bao nhiêu trái cây, trái này, trái kia, quất lá hết 4-5 trái. Ê, ngồi tỉnh tỉnh, ngồi thiền chút nữa, tỉnh sức rồi rồi mới bò xuống chỗ chỗ điện mẹ. Vui. Cho nên A Bồ này nó cũng ăn sức lên nói đường chút nè. Đói quá. Quảng cáo cho A Bồ luôn hả chứ. Quảng cáo cho Apple luôn. Nếu mà nói về tiền cấp
nó tới giờ chót á, nó muốn đóng đi mấy phút đâu đóng nổi. À, nhớ không? À, tài sản mấy nhiêu tỷ cũng không biết cho ai nữa. Thì cũng y như sáng mình mới vô đời á, có cuộc đời phù du vậy mà chúng sanh vô mình. Đó là hình Long Dương cai quản của Thủy Cung. Mình đọc cái bài thơ này của Đức Thầy nha. Lóc cốc, tại trong này nó có cái câu mà mình thường nói á, cờ vàng cờ đỏ. Thì những người hoàn hảo, những người cao đài, những người tin tưởng và thương Đức Thầy, hiểu Đức Thầy là Phật, ngũ đại truyền thừa, những người tin tưởng ông Cạn Trình, và những người Hoa, người Trung Quốc á, mà biết về ông Lưu Bá Ôn, biết về ông Khương Tử Nha, cũng là ngài á, là tái sanh lại như vậy. Những người Phật giáo nếu hiểu về Kim Sư Phật thì cũng là Đức Thầy. Nếu mà tin tưởng những gì đó thì bắt buộc phải tin tưởng cái bài thơ này cũng là của ngài này viết ra. Mà mình mai phước á, bữa đứa nào mai hả, nó kết thành cuốn sách này để vòng vòng này lâu lâu lấy ra đọc cũng được. Bài này của Đức Thầy á, mà xưa giờ kịp chưa bao giờ nói, bây giờ bữa nay mới nói được của Đức Thầy. Lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Biết ai nói dốc rồi đó. Ở Đức Thầy làm thơ nhiều cái hay đó. Có cái bài kia thì ngài viết lục bát đúng không? Cái bài là thử sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cầu chọc thầy chùa để đâu, cũng là của Đức Thầy. Bài này cũng là của ngài nè. Nhưng mà bài này thì có bốn chữ à. Nghe thằng nói dốc, mang thân đi học, rồi lại đi tù. Thế thì lúc sau 75 á, là tự nhiên cái mấy ông bộ đội á, cứ kêu mấy ông này đi ra trình diện. Trình diện 3 ngày thôi, đừng có đem bộ đồ nào hết, ra ngồi họp cái chuyện chơi thôi. Ra cái lùa ta đi luôn. Thì nó dốc chứ còn gì nữa, đi cái đi tới mà bắt mười mấy năm á, thì Đức Thầy thì lại nghe là ngày ngó xuống ngày biết hết. Thì ngài viết ra bài này: nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Sao lại đi tu? Ăn chay ròng rã mười năm con mã, cứ nghe là đi tu là sao, mấy ông HO làm gì mà tu nổi. Nhưng mà ở ngoài bắt những chai tù đâu có gì đâu ăn, còn là cơm với muối với nước tương là quý rồi. Thì học tu là gì, quá trời tu luôn. Rồi không có như ở Sài Gòn có Khánh Ly ca, Thái Thanh đồ ca nữa là tu rồi, không có Chế Linh ca nữa. Thì ở tu là tu á. Thì tới thầy nói là sao lại đi tu á, ăn chay ròng rã là tức là ăn cực khổ á. Từ năm con mã đến năm con mùi, vợ chạy ngược xuôi, mang ra đồ mặn. Tức là mấy bà vợ của mấy ông sĩ quan á, là phải đi kiếm tiền nuôi chồng ở ngoài Bắc. Lúc phải hốt lộ, cho tôi vô thăm chồng tôi ngày đi, gặp mấy anh công an đê á, rồi cái đưa luôn. Nghĩ đâu có gì đâu mà mất, miễn sao mà mai tôi gặp chồng tôi đổi gì tôi không đổi hết, đổi thân luôn cũng có lên đó nghe. Gì cũng có hết trơn á. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng nó đói mình no. Có nghĩa là thời đó mấy ông bộ đội còn chưa có gì để ăn hối lộ nhiều, cho nên những ông gác tù á cũng vẫn là đói mà. Đánh chiếm miền Nam nhờ mấy cái khoai mì đúng không? Thì lúc mới cũng còn đói, thì ở dưới miền Nam đem ra đó cái gì thì mấy ông cũng quý hết. Thì nó đói mình lo, hỏi câu này nghe nói như vậy. Nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hỡi cay, hỏi ai thắng ai. Rồi cười vỡ bụng, ai than nghèo túng, ai xin tiền tù.
là phải cho tiền của mấy ông cai quản. Thời đó ai đi thăm nuôi sẽ biết. Thời đó là bắt đầu học thói hố lộ rồi. Ai khôn ai ngu, màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khách nước. Ngay cái thời điểm năm 1975-78-79 mà bởi vì nó cờ vàng ba sọc đỏ lại treo khách nước. Thì khi mà nói ra cái bài này á, để làm chi? Là một liều thuốc bổ cực kỳ mạnh, để cho biết mấy ông mà HO á, mấy ông mà lính sĩ quan á, để có tinh thần để mà sống. Mình không có thua một cách dễ dàng. Mỹ nó bỏ mình thôi, chứ mình không có bỏ mình. Dân chúng không có bỏ mình, trời Phật không có bỏ mình. Rất là quan trọng nghe cái bài này thời đó. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Bây giờ xe tăng nó ủi độc lập rồi, đúng không? Bây giờ quân lính tan nát hết rồi, vợ con á thì đi vượt biên, có một số thì đi lên tàu Trường Xuân, rồi mà không còn gì hết. Mà cái bài này là của một vị Phật cho, thì nghĩ có phải là an ủi nung đúc tinh thần của những cái người mà đang gọi là không biết ngày mai mình chết hay là không nữa. Rừng thiên nước độc mà lại có cái cờ hàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Vậy mà mấy ổng có tinh thần, mấy ổng sống á. Chứ nhiều bữa thí dụ mấy ổng bị rắn cắn thì thôi, trước sau tập cũng chết, cho chết luôn, có khỏi cứu, đúng không? Nhưng mà phải nhớ lại câu của thầy dạy là cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng, thì mấy ổng phải gán sống để quay lại. Rồi còn thêm những cái bài là mấy ổng sau này sẽ được đi Mỹ sung sướng rồi nữa. Cái nghĩa là mình nói ở quý vị nha, Hồng Thiên Thông Núi và mấy vị cho, ngoài Đức Thầy cho những cái bài thơ trong trại tù, còn những cái vị thần nữa như Nguyễn Trực Trạnh Đạo rồi cho, nhưng mà cho ăn bánh dẻ mà nó tính mấy chục năm. Đâu phải là 3 năm là được thả, đúng không? Mà cho tới ngày hôm nay á, là mình gần 50 năm, đúng không? Mà đối với trời Phật 50 năm đâu có xa đâu. Biết sao là Phật, Phật nói trúng là được rồi. Còn cái bánh dẻ tới 50 năm, dẻ đó 80 tuổi là gần rồi. Đúng không? Thật sự mấy vị không có cho nặng bánh dẻ, tại vì mình không có, mình không chịu sống hơn trăm tuổi gì, hay cho mình đi trước hơn là cờ vàng treo như độc lập gác chịu. Bởi vì thì cái bài này đã là gần 50 năm, đúng không? Cái gì đâu phải tên nó không dễ đâu, cái gì nói chúng mà tại không có chúng ngày giờ. Màu vàng màu đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo gắp nước. Tới ngày hôm nay gần 50 năm rồi mà mấy ông mà chạy tù Nam Hà tỉnh Hà Nam lên Bắc Việt Nam đó, mấy ông mà đọc lại cái bài này mấy ông nói không biết chừng nào mới treo lại. Cái gần đây á, bắt đầu Thiên Tấn Kiệt official lên trên mạng nói mấy ông quản hồn, tại vì chuyện này nghĩ là nó đã vào quá khứ dĩ vãng không ai biết. Nhưng mà mấy ông quên đi một điều, cơ trời mà Phật không bao giờ nói láo chúng sanh nha. Nó tới nó luôn mà nó cuối cùng, Đức Thầy không có gạt mình. Tới gần đây nó thiên đời có việc tiếp nối, chứ là tiếp nối của cái chánh nghĩa đó. Thì mấy vị mới kêu con á, phải lên mạng nói, để cho mấy người bảo nó có tinh thần, nó sống thêm nữa. Gán về uống thuốc bổ. Chứ qua đây mấy ổng làm cành tóc xanh, làm nhà hàng, tướng qua đây cũng phải đi làm mướn đâu quý vị. Mấy Việt Nam thì sai á, đóng lính có đóng người, có cờ, có đồ ăn ngon nữa. Qua đây những năm đầu cực lắm, trời ơi, tướng hay vô rửa chép, đi ta đi nữa.
rồi lau bàn nữa, bưng phở nữa, tội quá tội luôn. Có một tướng gì ta lên mình đảo à, ông đó ngầu nhất. Mình cứ nghĩ là ổng là người có thể đại diện cho cái lá cờ này khi mà cái thể chế thay đổi. Nhưng mà cuối cùng giờ cũng ra đi, nhưng bây giờ tìm được một số ông rồi. Tại bữa hổm mấy gì kêu con đi tìm đi, kêu get ready. Cái bữa kia đi miền Nam Cali đi tìm mấy ổng, cái gom mà được mớ. Ồ mấy ông này còn sức sung lắm, cái họng còn rộng lắm. Ô bữa cái đi ăn thở chung ở đây mình nói mấy bác, ồ hay thiệt nghe. Tại mấy ổng nó họng ổng còn rộng còn ngang lắm, nói tới cái nhược điểm đó mà ổng lên gân lên liền chửi. À con đi tìm mấy bác, đây con là hậu thế nhưng mà con tìm. Thì cho nên mình cần có một số người là nhân chứng lịch sử để mà khi Mỹ mà nó bấm, ê ông Nguyễn Văn A này có số quân mấy, được mày tin tưởng chứ bây giờ ai đại diện được mà phải có sức khỏe nữa. Chẳng lẽ thì đưa mấy tuổi trẻ mình lên đại diện, nó mấy này tao không có tin. Mấy này hồi xưa tao bắt lương nó tao biết, tao viện trợ tao bắt lương, nó là người ký nhận súng đạn nhận tiền của tao. Cho nên bây giờ nhiệm vụ kia phải đi tìm, lên trên mạng là cũng đi tìm. Thì gần đây mấy ngày cũng kêu con gom lại mớ chuẩn bị à, hay không cái cơ trời, hay không Phật không có gạt mình, chỉ có cho mình ăn bánh vẽ 50 năm để mà mình đưa lên cái thế hệ kế tiếp, tức là chim hiền chắc nấu cánh gì đó. Bữa có bài thơ đọc á, có cái bài thơ để chim hiền nấu cánh, nghĩa là những cái thế hệ con của những người đó thì giống như cái ông quấn nãy vậy đó, là chim hiền chắc cánh tung bay á, nghĩa là đời cha là cũng là chim hiền chắc cánh, tức là con của con chim thì cũng vậy thôi. Mình nói Phật sao mến dễ lắm ơi, không có, không có cho ăn dễ, chỉ muốn nói ngày thôi. Nhưng mà tới thời buổi này cơ trời lộ, có nhiều người nói ồ ai mà lộ cơ thì người đó ẹt á. Con này không lộ mới là bị ẹt á. Mà đâu có ai có quyền đó, chỉ có cha cho ai có quyền đó. Mà nếu không lộ làm sao mà biết được là final line, là kết thúc của cái màn này. Cái màn này mình đã bao nhiêu sấm cơ vô như tiên tri rồi, thì Kiệt được lệnh lên đây nói, là người gọi là người truyền tin mà. Đầu tiên Kiệt lên thì giới thiệu Kiệt là messenger của Thượng Đế thôi. Giống như thời đệ nhị thế chiến cũng có messenger của Chúa, đệ nhất cũng có, giờ đệ tam cũng phải có thôi. Nhưng đệ tam nó hơi vui hơn chút, gây cấn hơn nhiều. Mà khổ hơn cái là bề trên mấy trăm quốc gia trên thế giới không chọn, sao lại chọn nước Việt có chút bẻo, đúng không? Hồi xưa thì chọn Do Thái, hôm nay chọn nước Việt có chút bẻo, có 100 triệu dân rồi, cái rải khắp thế giới kiểu này là giống y như Do Thái, cứ nghe là cái bản cũ soạn lại. Nếu mà chọn những cái sắc dân khác á, người ta không có tinh thần á, là ngày qua ngày, quý vị có thấy á, người qua nước Mỹ là phải chỉ riêng người Việt mà. Âu Châu, người Ái Nhĩ Gia Lan, người Pháp, rồi Nam Mỹ cũng có ở đây, người nó mình nói Á Châu thì dễ nhớ đi, người Thái cũng ở đây, người Miến Điện cũng có ở đây, người Philippines cũng nhiều. Tại hồi xưa mấy Mỹ nó đóng căn cứ, nó lãnh đóng mấy bà mẹ qua đây cũng nhiều lắm, rồi lao khách sạn đồ nó qua đây đóng. Thì tại sao nó không có cái khu của nó nhiều đi, nó không có tiếng nói như người Việt mình. Người Việt mình tuy là không có đoàn kết, là do cộng sản nó mật, nó hoạt động ngầm, nó đánh phá, đúng không? Nó làm cho mình nát như là cái nồi cháo heo. Thành phố này cũng vậy, Nam Cali cũng vậy, Houston cũng vậy, Virginia cũng vậy. Nó làm cho náo động để cho mình đứng đoàn kết. Nhưng mà thật sự trong lòng của mỗi cá nhân chúng ta đã là đoàn kết rồi, có công nhận không? Chứ bề ngoài là mình bị đánh phá thôi,
chứ trong lòng chúng ta vẫn có chánh nghĩa, vẫn còn chắc, vẫn thương người mình, là vẫn còn nhớ về cội nguồn, đúng không? Vẫn còn năm gửi 20 tỷ, tức là mình thương cội nguồn mình, đúng không? Những thức dân khác nó có làm được vậy không? Không có. Phi làm gì nó gửi tiền kiểu đó, tao còn làm được tao xài chứ. Trên nước Phi nó cũng vẫn nghèo hơn nước mình, dân bà con nó bởi vậy. Mình đi tới đâu, mình giúp dân bản xứ thành lập lên, Silicon Valley này giàu có là nhờ người Việt. Cho nên bao nhiêu đời tổng thống về đây cũng phải đi cảm ơn những cái thằng khai thác ở đây người Việt. Kỹ sư ở đây Việt Nam quá trời. Chỉ có bên kia cộng sản nó gài người vô, nó làm cho mình nó mất đi những cái gọi là leader. Rồi nó tự nó lập leader, nó mang lá cờ này nó ra, nó biểu tình làm Vĩnh Hưng, nhưng mà cuối cùng là nó. Rồi nó lập lên Đào Minh Quân để tam tôi là tổng thống, để nó làm những cái chuyện dị ứng, dụng chữ dị ứng. Nếu mà kì mà ở Việt Nam mà mấy đứa tuổi trẻ bệnh á, nhìn thấy Đào Minh Quân là chửi ai? Chửi tờ vàng ba dòng đỏ, đúng không? Nhưng mà thật sự là nó đóng kịch để cho mấy người kia chửi, cũng như nó đóng hề để cho ta chửi. Làm như hôm qua đây cho nó ca mẹ đi, tại sao phải chửi thần tượng của nó để cho nó ghét nguyên cái khối người Việt? Cũng là mưu mô của bệnh. Đó là những cái chuyện nằm trong cái nguồn máy politics kiểu biết. Cho nên việc thường dặn những cái người trên mạng mà hiểu gì kìa, đừng có tin những thằng chống cộng ở đây. Nó chống theo mùa, nó chống theo bò thơ đó. Nó ở cái vùng Nam Cali thôi, có ăn tôm mắm mà Kim Billy Hồ thôi. Tại sao không trừng trị nó được, để cho lộng hành nguyên cái Nam Cali, thủ đô của người Việt, nát như là cái gì, đậu hũ luôn á. Vô lý, không có vô lý, nó có lý, có đô la sau lưng quậy vậy đó. Đó là việc đề nghị mấy người đó. Ok, bầu ra một người tự mình làm buổi ăn những cái người mê gà, và nói người này sẽ là lãnh đạo của khối người Việt của Cali. Người này bỏ cái phân 5 triệu để mà đừng có để cộng sản nó vô, nó dùng tiền mua chuột. Vậy mấy ông nín thinh, không ông nào dám chỉ. Nếu mà có người làm cái đó thì làm sao cộng sản nó vô trong cái nguồn máy của người Việt cộng đồng được, đúng không? Thì không có ham cái chỗ đó. Nhưng mà đưa ra cái ý như vậy đó, thiếu gì người làm cái đó. Tức là mình không có lệ thuộc đồng tiền gây quỹ, thì mình không có lệ thuộc vào cái sự mua chuộc. Thôi nói tiếp này, trời ơi. Đọc cái này nè, nó hay vui nè. Nói cái này mọi hết vui à, ghét thêm à. Màu vàng màu đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo thác nước. Vàng được đỏ thua. Tức là thời xưa quý vị ở trên trời đã cho chúng ta biết được sao vàng bản đỏ sẽ rụng đầu nay mai. Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha 80 năm. Bây giờ là mỗi cách nào đi nữa, ổng có đội mồ sống lại làm anh hùng gì kiểu nào cũng không có được. Huống chi ổng đang ở dưới địa ngục mà theo đội mộ. Cho nên hết nhiệm kỳ thì trả nước Việt lại cho người Việt. Vàng vừa lên giá, từ 5 con mã sụt 5 con mồi. Với lũ cộng ơi ra hàng gấp gấp, miền Nam núi sập rắn nở rồng bay. Hết thời bụi bay mà sao không biết, trời chu đất diệt tàn hết nay mai. Máu đổ miền Tây tỉnh biên châu đốc, ai khóc ai cười, ai người ai khỉ. Khỉ người là mình biết rồi đó, ai là khỉ rồi đó. Cái gì cũng nhắc cái danh chữ này trong này, ai người ai khỉ, ai ma ai quỷ, ai rõ trắng đen, ai khổ bao phen. Bây giờ được sướng, có công được thưởng, có tội phải trừng. Thế kỷ 20 không còn cộng sản. Cái gì dám nhấn mạnh câu đó? Thế kỷ 20 thế giới không còn cộng sản, chỉ còn tư bản. Mới biết rõ ràng ai thua ai thắng.
đó là bài của Đức Thầy đó. Cho nên mình gắn nhớ gắn ngọn lại trong cái bài này thôi là cái chữ cơ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng đó. Thì 100 triệu con dân của nước Việt, nếu ai tin ông Trạng Trình thì phải tin cái lời này của một vị Phật nói: cờ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì những cái tuổi trẻ Việt Nam tuy là họ không có hiểu, nhưng mà từ từ cũng sẽ hiểu. Nếu không hiểu thì chỉ ghi nhận, nó sẽ là xảy ra như vậy. Và này cũng là của Đức Thầy: thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào ta ngốc làm vua, thế gian để chọc thầy chùa có râu. Thời mặt giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền, Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thêm thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, còn đâu chủ viết chủ thuyết tam vô. Ba thu nói tiếp sóng to bủa chèn, đáo bồ đề dập tan ai rõ. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có dây. Thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương thác nước. Gán tu thân mới được chứng chi, còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu trời Đông, pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi trung hợp nhất. Tạo cơ đồ chung lực quốc gia, trà hoa là đạo của ta. Hoàng thai chánh pháp Phật bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính. Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có Chúa rõ ràng. Mười phương hộ Phật vẽ vang tương hòa, thuyền Bát Nhã Phật bà ngự trước. Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm. Nhân lành gieo khắc nghìn năm cứu đời, nay ta tạm bế cơ chờ đến. Thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện. Giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần, đạo thiên tâm nó sẽ đi không phải 3.000 năm mà 10.000 năm luôn. Thì trong bài này của Đức Thầy có nói nghìn năm cứu đời mà. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, Đức Thầy có dạy chúng ta là thời nay đạo thiên tâm là cứu đời, là chánh đạo. Hôm nay ai không đọc kinh Thiên Tâm, không có ngồi thiền thì cái thứ nhất là thất nghiệp. Mình đang nói Việt Nam thất nghiệp đói khổ, đói bao tử, nhưng mình không có đói tinh thần nghe các con họ thiên. Lúc nào mình có một cái cảnh, mình có một cái cảnh thiên đàng, mình có cha mẹ trời mình lúc nào cũng đang mở rộng bàn tay trên trời đang chờ chúng ta về. Mình có đói bao tử nhưng lòng hỷ lạc vui vẻ và từ bi của chúng ta lúc nào cũng lan tỏa ra khắp mọi nơi. Hôm nay là ngày thứ ba của 6 năm về trước là mẹ cha đặt xuống cái đạo này. Kiệt là con của cha được thừa lệnh, mà trong Tam Đại Tạng Kinh cũng có nhắc tới Kiệt á. Mấy thầy lớn bữa có nhắn tin qua có nói, thì hôm nay con xuất hiện, ta nghiên cứu lại cho. Ngày xưa Phật Thích Ca đã có nói trước rồi, là hôm nay có một chuyển luân thánh dương tái sanh lại. Trong Tam Đại Tạng Kinh của Phật luôn có. Huống hồ chi hồi bữa mình đọc là Nọt Sà Đa Mít cũng có nói, Venga cũng có nói. Thì Ngài Trạng Trình cũng có nói, Lưu Bá Ôn, cái gì Thư Bối Đồ cũng có nói. Thì khi Kiệt xuất hiện hôm nay là các
chứ gì đã nói hàng nghìn năm rồi. Cuộc đời của Kiệt cũng y như là một cuốn sách, một cuốn phim đã làm xong rồi, nó chỉ chiếu thôi, chiếu tới đoạn nào làm cái gì thôi. Thì thường ngày mấy vị cũng thường dạy như vậy. Thì cái ngày mà cờ vàng cờ rõ, ai nở bỏ vàng 30 ngân hàng lại treo khắp nước, treo dinh độc lập á, thì hôm nay nó tính theo dây thôi à, giống như mình coi YouTube vậy đó, nó sẽ có thiệt á, nó sẽ tới đó. Ây là Phật, hôm nay mình chấm dứt nha, có hoài nó cũng vậy. Thank you.